Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Không biết các bạn có thích ăn cá không? Chứ tôi đối với cá thì quan điểm cũng hơi mâu thuẫn một chút. Cá chín thì tôi không thích lắm, nhưng cá sống đã cắt miếng gọn gàng như sashimi thì lại rất thích, dù có hơi đau ví một chút. Tôi thích nhất là sashimi cá hồi, nhưng cũng rất thưởng thức sashimi cá ngừ. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, không biết liệu cá tiền sử ngày xưa vị như thế nào, có ngon như cá ngày nay hay không? Rồi cá tiền sử liệu có to đến nỗi cả làng ăn không hết giống như khủng long ở trên cạn hay không? Nói đến cá khổng lồ, tôi tin các bạn sẽ ngay lập tức bật ra câu trả lời, cá voi. Nhưng cá voi thực chất lại không phải là cá, mà chúng là động vật có vú. Còn nếu nói đến những loài cá khổng lồ thời tiền sử thì chắc hẳn sẽ có bạn nêu tên Megalodon, loài cá mập siêu to siêu khổng lồ với chiều dài ước tính có thể lên tới 20 mét cùng một thân hình to lớn, đồ sộ. Nhưng nên nhớ một điều, thịt cá mập rất là khai, có thể bạn sẽ không thích ăn thịt cá mập chút nào đâu. Vậy thì còn loài cá nào nặng cỡ vài chục tấn để có thể đáp ứng nhu cầu mở tiệc cho cả làng mà thịt phải ngon như cá ngừ hay cá hồi? Nếu các bạn chưa biết thì hãy để Mê Khủng Long TV gợi ý trong video này nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Kể từ khi biết đến hóa thạch của khủng long vào năm 1824, cũng như hóa thạch của nhiều nhóm động vật tiền sử khác, chẳng hạn như thương long, ngư long, người ta cũng đã dần để ý đến những thứ mà mình đào được. Vào thập niên 1880 thì một chủ nông trại người Anh sống tại Peterborough là Alfred Nicholson List đã đào được một số hóa thạch động vật rất lớn mà ông ta cũng không rõ là hóa thạch của con gì. Đến tháng 5 năm 1886 thì những hóa thạch này được xem xét bởi nhà địa chất học John Whittaker Hook, và ông đã nhận định nhầm rằng đó là những phiến sừng trên lưng của một chi kiếm long có danh pháp là Omosaurus. Vâng, không chỉ có trường hợp hóa thạch khủng long bị nhầm là động vật khác mà trường hợp ngược lại cũng xảy ra. Tất cả chỉ thay đổi vào ngày 22 tháng 8 năm 1888, khi nhà cổ sinh nổi tiếng người Mỹ Othniel Charles Marsh đến thăm trang trại của List. Nhìn thấy hóa thạch mà List đào được thì Marsh nhanh chóng kết luận đó không phải là hóa thạch khủng long, mà thực chất là xương sọ của một con cá khổng lồ. Ông đã liên hệ với chuyên gia về cá người Anh là Arthur Smith Woodward để Woodward nghiên cứu mẫu vật này và viết bản mô tả chính thức cho nó. Bản mô tả hoàn thành vào năm 1889, trong đó chứng thực nhận định của Marsh là đúng. Hóa thạch đó đến từ một con cá khổng lồ và Woodward đã đặt cho nó danh pháp chi là Lycithis, chỉ đơn giản là cá của Lys, nhằm vinh danh người đầu tiên tìm ra hóa thạch. Tên loài là Problematicus, có nghĩa là rắc rối, bởi tình trạng của hóa thạch gây khó khăn cho ông trong việc xác định phân loại của nó. Có lẽ do được đặt tên là vậy mà cái sự rắc rối còn vận vào cả quá trình nghiên cứu con cá này trong nhiều năm về sau. Không lâu sau khi nghiên cứu mô tả con cá này được công bố thì một số người đã phản đối danh pháp hai phần của nó vì cho rằng quá thô thiệt khi kết hợp giữa tên của một người Anh không Latin hóa với một từ Latin cổ điển, kiểu như dùng tí với tèo mà đi với tiên sinh hay công tử ấy. Làn sóng chia bay mạnh đến nỗi Woodward vào năm 1890 đã phải đổi lại danh pháp của con cá này thành Lycia problematica. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn hiện đại thì những sự kết hợp như vậy hoàn toàn bình thường và hợp lệ. Do đó, danh pháp Lycia problematica bị xem là đồng nghĩa, xuất hiện sau và không được sử dụng nữa. Lys vẫn tiếp tục tìm hóa thạch, trong đó có hóa thạch của Lycithis để bán cho các bảo tàng, nhưng ông không phải người duy nhất nhận ra lợi ích kinh tế của việc này. Một nhà sưu tầm hóa thạch đối thủ là Henry Keeping đã ngáng trên Lys bằng cách báo tin giả cho những người đào hóa thạch thuê là ông không còn quan tâm đến hóa thạch nữa, nhưng hóa thạch mới cứ bán cho Keeping. Sau đó thì Keeping lại đem bán hóa thạch vây lưng của Lycithis cho Đại học Cambridge. Chúng được nhà cổ sinh môn học Đức Friedrich von Huen mô tả vào năm 1901, và một lần nữa thì ông này lại nhầm chúng với hóa thạch gai đuôi của Omosaurus. Lần này thì chính Lys là người đã khai sáng cho von Huen. Năm 1905, Woodward xếp Lycithis vào họ cá Pachycomedi, một họ cá vây tia đã tuyệt chủng dù trước đó ông lại nghĩ khác. Bản thân họ cá vây tia Pachycomedi cũng có vị trí khá bất ổn trong lịch sử phân loại. Thông thường thì chúng được xem như một nhóm gốc của phân thứ lớp cá xương thật, Teleostei. Tuy nhiên cũng có người cho rằng họ cá này chỉ là danh pháp chị em của Teleostei. Nói chung, cá xương thật có thể là những họ hàng gần nhất còn sống của Lycithis, mà cá xương thật thì gồm nhiều loài cá có vị rất ngon như cá hồi hay cá bơn lưỡi ngựa, thế nên chúng ta cũng có thể tin rằng Lycithis cũng có vị ngon như thế. Sau này thì hóa thạch của Lycithis còn được phát hiện ở một số nước châu Âu khác như Pháp, Đức. Anh cũng phát hiện thêm mẫu vật mới vào đầu thế kỷ 21.
Ngoài châu Âu thì có Chile và Argentina cũng tìm thấy những mẫu vật được gán vào Chilicetes, dù chúng có thể đại diện cho một loài khác thuộc chi này nhưng vẫn chưa được xác nhận. Tính tổng cộng thì đã có hóa thạch của khoảng 70 cá thể Lycitis được tìm thấy, nhưng hầu hết đều rất rời rạc và chúng ta vẫn chưa thể có một bộ xương hoàn chỉnh của nó. Nguyên nhân là bởi dù là cá xương nhưng nhiều thành phần của bộ xương Lycitis vẫn được cấu tạo từ sụn, bao gồm xương trán và thân đốt sống, mà sụn thì phân hủy dễ dàng và nhanh hơn xương nhiều. Dù vậy thì đây cũng không phải chuyện hiếm với ngành cổ sinh. Megalodon hầu như chỉ có hóa thạch răng thôi mà người ta còn nghiên cứu được, thì Lycitis xem ra vẫn còn dễ. Từ những hóa thạch được tìm thấy, từ những thông tin về các loài liên quan, các nhà cổ sinh cũng dần dừng lại được hình dạng và kích thước khủng khiếp của con cá này. Về hình dạng thì Lycitis có thân hình thuôn dài, cái đầu có thể nói là khá to và có thể có bướu ở trên vòm hộp sọ. Hóa thạch vây cho thấy chúng có vây ngực khá dài, vây hậu môn hình tam giác nhỏ và vây đuôi rất cao, có thể lên đến gần 3 mét. Vây lưng có thể có nhưng chưa xác định được rõ vị trí. Về kích thước thì việc ước tính chính xác chiều dài của Lycitis gặp nhiều khó khăn vì không có hóa thạch đốt sống. Woodward, người đầu tiên mô tả và đặt tên cho Lycitis, đã đem so sánh một mẫu đuôi cao 2,74m với một chi cá thuộc họ Pachycomedy là Hypsocomus, với ước tính ra chiều dài khoảng 9m dành cho cá thể đã để lại mẫu đuôi này. Đến năm 1986 thì một nhà cổ sinh vật học khác tên là David McTill đã dựa trên một chi cá Pachycomedy mà ông vừa khám phá là Asthenocomus để ước tính kích thước của Lycitis. Chi cá này có phần thân khá dài và do đó đưa đến những ước tính khá khủng dành cho chiều dài của Lycitis, thấp nhất là 13,5m và cao nhất đến 27,6m, thậm chí là 30-35m dựa trên khung mang của một mẫu vật. Tuy nhiên, việc ước tính dựa trên khung mang có thể là sai lầm vì ở cá, sự phát triển của mang có thể không tỷ lệ thuận với kích thước của cơ thể. Bởi khung mang phải gia tăng diện tích sẽ cho tương xứng để cung cấp oxy cho một cơ thể đang gia tăng về thể tích theo lũy thừa bậc 3. Chính vì thế, những ước tính sau này đưa ra các con số thấp hơn, chẳng như Jeff Liston vào năm 2007 cho rằng hầu hết các mẫu vật sẽ có chiều dài nằm trong khoảng từ 7 đến 12 mét. Một số mẫu vật lớn hơn thì có thể dài đến 15-16 mét là cao nhất. Có thể một số người sẽ hơi thất vọng, nhưng chiều dài này cũng đã tương đương với loài cá lớn nhất hiện nay, đó là cá mập voi. Kích thước này không chỉ khiến Lycitis trở thành cá xương lớn nhất từng được biết đến, mà còn đem lại cho chúng ta lượng thịt lên đến cả chục tấn, quá dư sức để nuôi cả làng, đúng như tiêu đề của video. Vậy tại sao Lycitis có thể đạt đến kích thước khổng lồ như thế và chúng ăn gì để nuôi dưỡng cơ thể khổng lồ của mình? Chúng ta biết rằng hóa thạch của Lycitis được tìm thấy trong các lớp đá trầm tích có niên đại Jura giữa đến Jura muộn khoảng 165 đến 152 triệu năm trước. Theo các nhà khoa học thì đó là một thời kỳ khí hậu ấm áp khiến cho các đại dương đầy áp thức ăn, cung cấp một lượng lớn phiêu sinh vật, tảo và nhiều thứ khác. Lycitis là một loài ăn lọc, điều đã được chứng minh qua cái miệng không có răng nhưng lại có cấu tạo mang chuyên biệt. Trong đó mỗi bên có 5 cung mang, mỗi cung mang có một hàng lược mang có răng nhỏ được dùng để lọc các phần tử thức ăn siêu nhỏ trong nước biển. Sự phong phú về nguồn cung thức ăn đã hỗ trợ cho Lycitis đạt đến kích thước khổng lồ như những gì hóa thạch cho thấy. Mỗi giây, với cái miệng khổng lồ của mình thì Lycitis có lẽ đã bơm hàng nghìn lít nước qua mang để lọc hàng triệu phi sinh vật trong nước. Không chỉ có phiêu sinh vật, chúng còn có thể sơi những đàn cá nhỏ chỉ trong vòng vài giây. Đó là chuyện xảy ra khi mọi thứ tốt đẹp. Tuy nhiên, khi mọi điều thay đổi vào cuối kỷ Jura, biển trở nên lạnh hơn và nguồn cung cấp thức ăn giảm mạnh, Lycitis đã không thể trụ qua biến đổi của thời cuộc và nhanh chóng biến mất. Mặc dù vậy thì những người họ hàng thích nghi hơn của chúng trong họ cá Pachycomedy vẫn tiếp tục tồn tại mạnh mẽ cho đến cuối kỷ phấn trắng, trước khi cũng biến mất hoàn toàn sau sự kiện tuyệt chủng đã quét sạch khủng long vi điệu trên hành tinh này. Đương thời thì Lycitis cũng chung sống với nhiều quái vật biển khác của kỷ Jura, nhưng chỉ duy nhất loài Plesiosaur khổng lồ là Leoplerodon được cho là có thể tấn công một sinh vật có kích thước to lớn như Lycitis. Người ta cũng đã từng tìm thấy răng của cá sấu biển Mechiorhynchus trong xương của Lycitis, nhưng Mechiorhynchus chỉ dài có 3m và sau khi xem xét kỹ lưỡng, các nhà khoa học nhận định rằng đây chỉ là hành vi ăn xác thối của Mechiorhynchus thay vì là kết quả của một cuộc đi săn chủ động. Với kích thước khổng lồ của mình thì nếu còn tồn tại, Lycitis sẽ là một món quà tuyệt vời của tự nhiên dành cho những người thích ăn cá. Chỉ đáng tiếc là điều đó không có thật. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và đón xem các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.